Xin mời các bạn đến với nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để tham gia giải võ cổ truyền toàn quốc lần thứ 8 được tổ chức tại đây. Và hạng cân đầu tiên là 55kg do Đặng Văn Thắng, đoàn võ thuật thành phố Hồ Chí Minh gặp Nguyễn Phú Quý, võ thuật cổ truyền An Giang. Trận đầu tiên của chiều của ngày hôm nay. Trọng tài đang kiểm tra găng giáp. Đặng Văn Thắng, thành phố Hồ Chí Minh góc đài đỏ gặp Nguyễn Phú Quý, An Giang góc đài xanh. Trọng tài đang cho các vận động viên chào làm công tác. Các giám định chú ý, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Hiệp nhất bắt đầu, các võ sĩ đang xe đài. Rất tinh thần. Đã có đòn đánh đầu tiên cho hai võ sĩ. Đã có đòn đá hiệu quả, đòn đỏ. Đặng Văn Thắng đã có đòn đánh đầu tiên. Trọng tài nhắc nhở hai võ sĩ vào giữa sàn này. Vận động viên rất sôi động. Đài xanh đã có đòn đánh. Đài xanh đã tích cực thi đấu. Cả hai đều tích cực thi đấu ngay hiệp 1. Trọng tài nhắc nhở chưa có đài đỏ một điểm. Tốt, tay trái đài đỏ rất tốt. Lợi thế tay dài. Tốt, phản đòn liên tục. Hai bên rất đánh, như voi luôn. Tích cực thi đấu. Đánh rất tinh thần. Rất tốt. Đài xanh cũng không kém gì. Rất tốt. Trận hôm nay, trận đầu tiên khai mạc trận chiều nay là đánh thi đấu rất tích cực, hạng 55kg. Rất tốt, lợi thế chân dài, rất tốt. Cổ động viên rất sôi động. Rất tốt, các đoàn đá lổ giáp. Cả hai cùng ngã, không công nhận đòn đánh ngã. Tài ra chi hiệu lao găng, không công nhận đòn đánh ngã. Phản đòn tốt. Rất tốt. Cả hai thi đấu rất tích cực. Rất tốt, đá đòn đá rất tốt hiệu quả tốt. Rất tốt. Trận đánh rất là khí thế. Và cổ động viên ở ngoài cũng không kém gì phần sôi động. Chỉ đạo này rất là giỏi. Trận thi đấu rất tích cực. Làm cho nhà thi đấu Đan Phượng càng ngày càng sôi động. Tuy rằng không đông người nhưng mà cũng nóng. Gian không kém gì trăm độ. Rất tốt. Cả hai thi đấu rất tích cực, liên tục có điểm. Người chín nặng kẻ một cân. Rất tốt. Rất tốt, phản đòn đỏ rất tốt. Cùng chân phải của mình phản đòn vòng cầu và bạt sân vào bụng đối phương. Rất tốt, tay trái của mình đòn đà đỏ thì hiệu quả trong thi đấu. Rất tốt, đòn đài xanh đã có đòn vòng cầu vào sườn phải của đối phương. Tốt.
dừng hiệp thi đấu thứ nhất để chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo ở hạng cân 55 kg. Đỏ thắng hiệp một, đỏ thắng hiệp một, đỏ thắng hiệp một, đỏ thắng. Hết giờ săn sóc, săn sóc viên rời sàn đài. Các bạn thấy đấy, trận các hai cổ động, hai võ sĩ đấu tích cực, và đặc biệt là cổ động viên của hai đội cũng không kém gì phần sôi động. Làm cho trận đấu hay không là do cái phần rất nhiều những vấn đề là cổ động viên. Tốt, tiếp tục cả hai bên lợi thế chân dài, tốt. Góc này xanh dùng toàn tay rất nhanh. Có thể anh không dùng chân tốt nhưng cái đôi tay của anh rất là nhanh. Một bên để liên hoạt quyết cước, một bên là liên hoạt quyền để hóa giải đòn tay chân dài. Thì còn xanh muốn thắng thì phải áp sát nhiệt độ để đối chân đối phương không lên được. Đối xanh, nếu góc này xanh mà đứng ở góc cách xa thì sẽ khó đánh được góc đài đỏ, bởi vì góc này chân đài đỏ thuận tiện chân dài đánh từ xa. Xanh được thuận một tay cho nên phải nên nhập nội vào đánh thì may ra mới có thể thắng lại, còn nếu không nó mà thắng lại đấy, cứ đứng gần mà đấm thì sẽ giải quyết được. Còn nếu giữ khoảng cách là sẽ bị đòn đá xanh tấn công liên tục đòn vào chân, vào bụng, vào sườn. Không được đến, không được xa quá, nếu xa quá đỏ chắc chắn sẽ bị thua. Đấy, cứ gần vào mà đấm thì được, vì đợi thế tay của mình thì phải nhập nội, dùng chân sẽ thua và phải ke đòn lên. Đấy, đúng rồi, đấy, tốt nhất cái tay dùng lên đi, đỏ ngắn ra lên dùng. Cổ động viên rất tích cực, rất là sôi động, cho nhà thi đấu đang cực càng ngày càng nóng lên ngay trận đấu ngày buổi chiều đầu tiên ngày hôm nay. Tốt, chân phải góc đài đỏ rất tốt. Nếu đài xanh không áp nội gập nội thì khó mà đánh được, phải gần mà đấm thì được, tấn công bằng đòn quyền đòn tay. Nhà thi đấu đang vọng càng ngày càng sôi động, tốt. Cho nên là phải áp sát nhiệt nội thì mới có thể thắng được. Dùng tay của mình thì biết tấn công được. Nếu giữ khoảng cách chắc chắn thì đôi góc đài đỏ dùng chân. May quá, thôi cũng đã rồi. Lau găng, trọng tài công nhận đòn đánh ngã góc đài đỏ. Công nhận đòn ngã cho cầu thủ góc đài đỏ. Tay trái của đài đỏ cũng được đòn rất tốt vào mặt của đài xanh. Nhập đội. Tốt, tốt thế, dùng gần khắp thân ra lội vào. Nếu đài xanh giữ khoảng cách xa sẽ bị thua. Các bạn thấy đấy, nhà thi đấu Đan Phượng tuy khán giả không đông nhưng tiếng vỗ tay cũng ầm vang. Trận đấu rất là nóng. Rất tốt, tay trái đài đỏ cũng không kém gì. Và các bạn xem này, khán giả rất là nhiệt tình. Đài xanh đã bị ngã rồi, thua rồi, hai quả ngã rồi, không là công nhận góc đài đỏ. Phần thắng đang nghiêng người góc đài đỏ. Nếu không có dây dây thì chắc chắn đang cùng ngã tiếp. Đỏ đang dư sức mà tạt trụ rất mạnh, không kém phần sôi động. Công công nhận đòn ngã cho võ sĩ gốc rồi đó. Dứt hiệp thi đấu thứ hai, trận hai đỏ thắng, hiệp hai đỏ thắng, toàn trận đỏ thắng. Đơn vị đặng đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Văn Thắng. Kết quả trận đấu, Đặng Văn Thắng, võ sĩ Đặng Văn Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng cuộc. Đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gốc đài đỏ thắng cuộc.